Xin chào các bạn, tôi là chị Vân Anh tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học từ toàn bộ trong tiếng Anh nhé. Toàn bộ. Whole. Whole. Chữ V kép này các bạn không đọc nên các bạn sẽ đọc là Whole. whole. Rồi, họ không chắc họ có thể cung cấp chỗ ở cho toàn bộ nhóm. They're not sure if they could provide accommodation for the whole group. They're not sure. They're not sure if they could provide accommodation for the whole group. Could provide accommodation for the whole group. They're not sure if they could provide accommodation for the whole group. Đấy. They're not sure là họ không chắc. Còn là gì? Provide accommodation là cung cấp chỗ ở. Và the whole group là toàn bộ nhóm. Họ không chắc họ có thể cung cấp chỗ ở cho toàn bộ nhóm. Câu số 2 này. He shamed his whole family by his conduct. He shamed là shame là làm xấu hổ này. Whole family là toàn bộ gia đình. Từ conduct là từ đạo đức. Và là gì? Anh ấy làm xấu hổ toàn bộ gia đình bởi cái đạo đức của anh ấy. He shamed his whole family by his conduct. Đấy. He shamed his whole family by his conduct. He shamed his whole family by his conduct. Okay. Bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ cái đồi này. You can see the whole city from this hill. You can see the whole city from this hill. You can see the whole city from this hill. Đấy, từ hill này trong từ bà nà hill ấy, là đồi bà nà ấy. Đây là cái đồi nha. Đồi này này. The whole city là thành phố, toàn bộ thành phố. Whole là toàn bộ. See là nhìn thấy. You can see. You can see the whole city from this hill. Okay. Tiếp tục. Từ này này. Nào. Chỉ có duy nhất một cửa hàng trên toàn bộ cái đảo này. Đấy. There is only one store on the whole island. There is only one store on the whole island. Island là đảo. There is only one store on the whole island. Whole island, toàn bộ đảo. Only, chỉ một, duy nhất. One store là một cửa hàng. There is only one store on the whole island. Okay. Từ vị trí này, bạn có thể thấy toàn bộ thành phố. From this position, you can see the whole city. Position là vị trí. From là từ. Từ cái vị trí này này. Bạn có thể thấy toàn bộ thành phố, whole city. From this position, you can see the whole city. Đó, toàn bộ cơ thể tôi đau nhức, ví dụ như những ngày đầu tập luyện ấy. My whole body is sore. My whole body is sore. My whole body is sore. Sore. Câu dưới cũng vậy đó. My whole body is sore. My whole body is sore. Đó, tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng cả trái tim. Đấy, bằng cả heart là trái tim thì cả trái tim tức là hết mức, hết sức, được chưa? Nhiệt tình hết sức luôn. I will support you wholeheartedly. 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 Tiếp. Tôi đọc toàn bộ cuốn sách chỉ trong một ngày. I read the whole book in one day. I read the whole book in one day. Rồi chỗ này từ đọc đó là quá khứ nên các bạn sẽ đọc như màu đỏ nhé. I read the whole book in one day. I read the whole book in one day.